Sáng ngày 13 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 39 nghi phạm trong vụ tấn công hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã ở huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, trong đêm ngày 12 rạng sáng ngày 13 tháng 6, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ thêm 10 đối tượng. Bên cạnh đó, có hai nghi phạm chủ động ra đầu thú cơ quan công an. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi những nghi phạm chủ động đầu thú để được hưởng khoan hồng. Trước đó, sáng ngày 11 tháng 6, tại địa bàn huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Y Tiêu và Y Ca Tu, làm chết và bị thương một số đồng chí công an xã, cán bộ xã và người dân. Ngày 13 tháng 6, Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có quyết định tặng và truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho 5 cán bộ chiến sĩ công an trong vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã ở Đắk Lắk. Cụ thể, truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho 3 cán bộ gồm Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, 29 tuổi, cán bộ công an xã Y Ca Tu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tá Trần Quốc Thắng, 34 tuổi, cán bộ công an xã Y Tiêu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk, Đại úy Hà Tuấn Anh, 32 tuổi, cán bộ công an xã Y Tiêu, đã dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cư Cu Yên. Tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho 2 cán bộ, gồm Thượng úy Đoàn Đình Bóp, cán bộ công an xã Y Ca Tu, Đại úy Lê Kiên Cường, cán bộ công an xã Y Ca Tu, đã có hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cư Cu Yên. Sáng ngày 13 tháng 6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng vừa phá thành công chuyên án bắt giữ Vàng A Nén, sinh năm 1990 và Vàng A Anh, sinh năm 1994, đều trú tại bản Bu Lao, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 12 tháng 6, Tổ công tác của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại bản Bu Lao, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, phát hiện hai đối tượng nam giới đứng cạnh xe máy cùng một bao tải màu đỏ, có biểu hiện nghi vấn. Khám xét nhanh phát hiện trong bao tải để sau xe máy có 20 gói lớn được bọc băng keo màu vàng, bên trong chứa 120.000 viên, nghi là ma túy tổng hợp. Vàng A Nến khai có quen một đối tượng nam giới ở tỉnh Ao Đâm Say, Lào từ năm 2018 và thường xuyên liên hệ trên Facebook. Vào chiều ngày 11 tháng 6, đối tượng ở tỉnh Ao Đâm Say đã nhắn tin thuê Nến nhận ma túy ở khu vực cột mốc 131 tuyến biên giới Việt Nam-Lào rồi vận chuyển đến huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên để tiêu thụ. Nến rủ thêm Vàng A Anh đi cùng và thỏa thuận sau khi giao ma túy xong, mỗi người sẽ được nhận tiền công 10 triệu đồng. Trên đường vận chuyển ma túy, hai đối tượng bị lực lượng biên phòng phát hiện bắt giữ. Ngày 12 tháng 6, phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ án xảy ra ở công ty cổ phần nhà Thủ Đức, Thủ Đức House và một số đơn vị tiếp tục với phần xét hỏi. Các bị hại được xét hỏi gồm đại diện Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Cục thuế Tây Ninh, Cục thuế Đồng Nai và Thủ Đức House. Đại diện Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử xem xét xử lý số tiền 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế mà Thủ Đức House đã gửi vào tài khoản tạm giữ trong quá trình điều tra, chuyển vào ngân sách nhà nước cùng số tiền lãi chậm nộp. Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị xem xét thấu tình đạt lý, giảm án cho các bị cáo là cựu công chức của đơn vị này. Lý do là các bị cáo đều có nhiều thành tích trong công tác, quá trình xảy ra vụ án cũng quyết liệt đấu tranh làm rõ vụ án. Cục thuế Tây Ninh cũng đề nghị tòa tuyên công ty Sài Gòn Tây Nam hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền hơn 153 tỷ đồng hoàn thuế sai quy định cho công ty này, cùng hơn 52 tỷ đồng tiền chậm nộp thuế. Cục thuế Đồng Nai cũng đề nghị thu hồi hơn 19 tỷ đồng tiền hoàn thuế cho công ty Hoàng Nam Anh cùng tiền lãi chậm nộp. Trong khi đó, đại diện Thủ Đức House với tư cách bị hại cũng đề nghị tòa thu hồi theo quy định của pháp luật đối với số tiền hơn 7,7 tỷ đồng. Số tiền thiệt hại này là hậu quả hành vi vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng mà các bị cáo là cựu nhân viên, lãnh đạo của Thủ Đức House và cá nhân khác gây ra. Phiên tòa dự kiến tiếp tục đến ngày 10 tháng 7. Ngày 13 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Trà Vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can,
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hà Quang Danh, 25 tuổi, thường trú khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh, chỗ ở hiện nay là khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, ngày 31 tháng 5, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh về Bệnh viện Thiên Ân, thành phố Trà Vinh để tiếp tục điều trị bệnh. Khi đến đoạn thuộc phường 7, thành phố Trà Vinh, thấy có hai xe mô tô chạy cùng chiều phía trước, nên tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên. Sau đó, nhóm người này chạy theo. Khi đến gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thì chặn xe, dùng gạch đá ném, làm hư hỏng xe cấp cứu rồi bỏ chạy. Qua điều tra, cơ quan công an đã triệu tập Hà Quang Danh, Nguyễn Thị Mỹ Chi, 20 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, và Huỳnh Thúy Nhi, 24 tuổi, ngụ khóm 5, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải làm việc. Theo kết luận định giá, tài sản bị hư hỏng có giá trị trên 5 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Danh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối với Chi và Nhi, cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 13 tháng 6, Công an thành phố Thủ Đức cùng Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định được người vẽ bậy lên toa tàu thuộc Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Người này là người nước ngoài. Do tính chất vụ việc, nên Công an thành phố Thủ Đức đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra xử lý. Trước đó, đầu tháng 5 năm 2023, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 30 tháng 4, một toa tàu của đoàn tàu số 3 thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, đậu ở Depot Long Bình, bị vẽ hình sơn bên hông. Cùng ngày, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cùng nhà thầu Hitachi và công ty bảo vệ Thái Long, thầu phụ của nhà thầu Hitachi, đã báo cáo sự việc Công an thành phố Thủ Đức kiểm tra hiện trường, trích xuất camera điều tra xử lý.